Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin chuyển nhượng ngày 11 tháng 6 năm 2023. Đêm ngày hôm qua, trận chung kết UEFA Champions League đã diễn ra rất hấp dẫn và tương đối bất ngờ. Thưa quý vị, và quan trọng hơn với những người là công tác chuyển nhượng, sau trận chung kết Champions League, khá nhiều ngôi sao, bao gồm cả những ngôi sao đang thi đấu cho cả Inter và Manchester City, có thể sẽ có bến đỗ mới. Và ngay sau đây, mời quý vị và bạn sẽ cùng cập nhật những thông tin sốt dẻo liên quan đến thị trường chuyển nhượng trong 24 giờ qua. Thêm sao Bayern muốn đến Barca. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều biết Lewandowski đã từ Bayern Munich đến với Barcelona. Và thời điểm hiện tại, theo Mundo Deportivo, một ngôi sao khác của Bayern Munich đó là Joshua Kimmich đang cân nhắc tìm kiếm thử thách mới và Barca có thể sẽ là điểm dừng chân tiềm năng của anh. Sau một mùa giải đầy biến cố, từ phong thay đồ, vị trí huấn luyện viên cho đến những danh hiệu ngoảnh mặt, nhiều ngôi sao không còn muốn tiếp tục gắn bó với Bayern Munich nữa, trong đó Joshua Kimmich là điển hình. Tiền vệ 28 tuổi nằm trong số những cầu thủ bất mãn sau khi huấn luyện viên Nagelsmann bị sa thải vào cuối tháng 3, thời điểm đội bóng vẫn còn nguyên cơ hội ăn bà. Hiện tại thì Kimmich vẫn còn hợp đồng với Bayern Munich đến năm 2025, song muốn tìm cơ hội rời câu lạc bộ vào mùa này. Ngôi sao người Đức biết Barcelona và huấn luyện viên Xavi luôn yêu quý và theo dõi anh nên tỏ ra rất phấn khích với viễn cảnh cập bến sân Nou Camp. Bản thân Kimmich cũng đã cống hiến những gì tuyệt vời nhất của anh dành cho Bayern Munich trong 80 giải vừa qua, trở thành trụ cột quan trọng của đội bóng, cùng đoạt mọi danh hiệu cao quý, nổi bật phải kể đến 8 Bundesliga, 1 Champions League, 1 sứ cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup. Về phần câu lạc bộ xứ Catalan thì do cầu thủ lão tướng Sergio Busquets sẽ rời đi, họ cần một phương án để tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa. Kimmich đương nhiên là một ứng cử viên rất sáng giá. Ngoài ra thì anh cũng là người đã chứng minh được đẳng cấp cũng như có kinh nghiệm thi đấu trong áo của Bayern Munich. Tuyển thủ Đức là một cầu thủ đa năng, có thể thi đấu nhiều vị trí khác nhau. Ngoài tiền vệ trung tâm, trước đây anh từng xuất phát làm hậu vệ cánh. Bên cạnh Joshua Kimmich, Barcelona được cho là cũng sẽ chiêu mộ Ilkay Gundogan theo dạng tự do từ Manchester City. Theo báo chí Tây Ban Nha, gã khổng lồ xứ Catalan sẽ tiến hành chốt hạ thương vụ Gundogan sau trận chung kết Champions League. Chưa rõ thực hư ra sao, song nếu như sở hữu cả Joshua Kimmich lẫn Ilkay Gundogan, hàng tiền vệ của Barcelona hứa hẹn sẽ rất mạnh. Khi ấy họ sẽ có sự kết hợp từ kinh nghiệm của Kimmich, Gundogan với những sức trẻ của các ngôi sao như Gavi hay Pedri. Pháo thủ giữ chân thành công hoặc đá tảng. Sau khi ra hợp đồng với hàng loạt những ngôi sao trụ cột như Bukayo Saka, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli và Ramsdale, thì nhiệm vụ tối quan trọng của Arsenal trước thềm phiên chợ hè 2023 đó là giữ chân một cầu thủ nữa, William Saliba. Hợp đồng của trung vệ người Pháp chỉ còn thời hạn 1 năm, nên đương nhiên anh sẽ nằm trong tầm ngắm của rất nhiều đại gia, trong đó phải kể đến gã khổng lồ Paris Saint-Germain. Saliba đã trở thành trung vệ số 1 của huấn luyện viên Mikel Arteta sau khi anh trở lại Arsenal vào mùa năm ngoái từ Olympique Marseille. Sự xuất sắc của ngôi sao 22 tuổi đã giúp cho pháo thủ trở thành ứng viên nặng ký cho cuộc đua vô địch và dẫn đầu bảng xếp hạng trong phần lớn thời gian của mùa giải. Pháo thủ thì chỉ sa sút kể từ khi Saliba dính chấn thương. Anh đã dính chấn thương ở trận gặp Sporting Lisbon tại Europa League và từ đó thì pháo thủ đã lủng. Saliba vắng mặt 11 trận cuối khiến cho Arsenal hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Điều đó càng khẳng định thêm vị thế quan trọng của cầu thủ người Pháp trong đội hình của huấn luyện viên Arteta. Vì vậy pháo thủ coi nhiệm vụ gia hạn hợp đồng với Saliba là ưu tiên số 1 trước khi tham gia phiên chợ hè để mua sắm. Sau một thời gian dài nỗ lực đàm phán, thì Arsenal cuối cùng đã thuyết phục thành công Saliba ở lại. Theo tờ báo uy tín hàng đầu của Anh The Atlantic, Saliba đã đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn là 4 năm. Pháo thủ thì đang gấp rút hoàn thiện các giấy tờ để ký kết. Giao kèo mới của trung vệ 22 tuổi dự kiến sẽ được công bố chính thức trong 24 giờ tới. Song thương vụ Saliba thì Arsenal sẽ dồn trọng tâm vào việc tăng cường những tân binh. Real rút lui, Manchester United một mình một ngựa đàm phán mua Harry Kane. Theo The Athletic, Real Madrid đã bỏ cuộc trong việc chiêu mộ Harry Kane. Đội bóng thanh Madrid đã không chấp nhận đáp ứng mức lương cực kỳ cao mà ngôi sao sinh năm 1993 đòi hỏi. Đồng thời, họ cũng không hề muốn chi ra đến 115 triệu euro tiền chuyển nhượng cho Tottenham Hotspur. Đội bóng của Tây Ban Nha đang hướng đến một mục tiêu mới, đó là Lautaro Martinez để thay thế vị trí mà Karim Benzema để lại. Với việc Real Madrid ngừng quá trình đàm phán, thì MU là đội duy nhất vẫn đang liên hệ chuyển nhượng sâu sắc với tiền đạo Harry Kane của Tottenham. MU dự định sẽ thúc đẩy quá trình thảo luận với Tottenham trong những ngày tới, nhưng Quỷ Đỏ sẽ không hề vội vàng. Họ sẽ chỉ chiêu mộ cầu thủ 30 tuổi với một mức phí hợp lý. MU cũng không chấp nhận chi ra 115 triệu euro cho cầu thủ chỉ còn 12 tháng hợp đồng. Quỷ Đỏ thanh Manchester hiểu rằng Tottenham cũng đang cố gắng gia hạn với Harry Kane và nếu những cuộc đàm phán đi vào bế tắc, họ mới là đội phải lo lắng. Lý do là bởi Spurs có thể mất trắng cầu thủ người Anh theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm sau. Hiện tại thì trước mắt Manchester United vẫn đang cố gắng giải quyết vấn đề chuyển quyền sở hữu. Đây là cuộc đua sông mã giữa nhóm doanh nhân đến từ Qatar và tỷ phú người Anh Sojim. Cho dù là ai đạt được thỏa thuận với nhà Glazer, Harry Kane vẫn sẽ là ưu tiên để mở ra kỷ nguyên mới tại Old Trafford. Arsenal ra giá hỏi mua Daniel Rice.
Lúc này thì cầu thủ có tên là Gạo là ưu tiên chuyển nhượng của pháo thủ. West Ham United hiện yêu cầu mức giá lên tới 100 củ bảng. Dù vậy, Arsenal quyết sở hữu Rice trong hè năm 2023 và đương nhiên họ sẽ phải dốc khẩu bào. Pháo thủ sẽ mở các cuộc đàm phán với West Ham United, đồng thời sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng với cấu trúc lương của họ để có thể đảm bảo ký hợp đồng với Rice. Đáng chú ý hơn, Manchester United và Bayern Munich cũng đã gia nhập cuộc đua, lấy được chữ ký của Daniel Rice. Tuy nhiên, theo Telegraph, Man United gần như khó có khả năng chiêu mộ Rice, trong khi đó thì Bayern Munich cũng không có nhiều hy vọng để lôi kéo. Khi ấy thì khả năng Arsenal nổ bóng tấn là không hề nhỏ. Tuy nhiên, lời đề nghị của Arsenal chưa đủ sức nặng vào thời điểm hiện tại để có thể thuyết phục West Ham United gật đầu. Football Transfers thì khẳng định, pháo thủ vừa gửi lời đề nghị trị giá đến 80 triệu bảng cộng thêm phụ phí. Con số ấy vẫn còn cách khá xa mức yêu cầu của West Ham 100 củ bảng. Do đó thì Arsenal chắc chắn sẽ cần phải quay lại với một mức giá tốt hơn và có thể có một cái deal tốt hơn nữa, với mong muốn đối tác ngồi bàn đàm phán và có một cái gật đầu để đưa Rice về với Arsenal. Fan Trung Quốc đón Messi đông như kiến. Hàng nghìn cổ động viên Trung Quốc đã tụ tập ở sân bay, thậm chí là khách sạn để chào đón đội tuyển Argentina và đương nhiên trong đó có idol Messi. Argentina sẽ đá hai trận giao hữu ở loạt đấu quốc tế giữa tháng này. Theo lịch thì các nhà đương kim vô địch thế giới sẽ gặp Australia tại Bắc Kinh. Trận đấu diễn ra trên sân động Công Nhân vào 19 giờ ngày 15 tháng 6. 4 ngày sau đó thì Argentina sẽ chạm trán Indonesia tại Jakarta. Để chuẩn bị cho hai trận giao hữu sắp tới, thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni vừa đáp chuyến bay đến Bắc Kinh. Gặp sự cố về vấn đề hộ chiếu nên đội tuyển Argentina đã phải làm thủ tục tại sân bay lâu hơn dự kiến. Hàng nghìn các cổ động viên tại Trung Quốc đã đổ bộ đến sân bay để đón Lionel Messi cùng các đồng đội. Những người này liên tục hô vang tên của em Pulgar. Không chỉ tại sân bay đâu, các cổ động viên còn chào đón đội tuyển Argentina dọc đường về đến khách sạn 4 mùa nơi họ đóng quân. Hàng nghìn các cổ động viên thậm chí đã chờ trực bên ngoài khách sạn để được thấy Messi. M10 đã tạo nên cơn sốt thực sự tại Bắc Kinh. Theo truyền thông của Trung Quốc, vé xem trận đấu giữa Argentina với Australia đã được bán hết sạch. Trước khi tạo nên cơn sốt ở Trung Quốc, Epuga đã gây ra hiện tượng tương tự tại Inter Miami. Cụ thể, sau khi Messi xác nhận gia nhập đội bóng này, vé tất cả các trận đấu còn lại của đội bóng Mỹ lập tức được bán hết và tăng giá đến chóng mặt. Chelsea đã thỏa thuận mua siêu thủ môn. Như vậy là Chelsea đã đồng ý các điều khoản cá nhân với thủ môn Andre Onana của Inter Milan ngay trước khi trận chung kết Cúp C1 châu Âu bắt đầu. The Blues xác định thủ môn này là mục tiêu số 1 của họ dưới triều đại mới, huấn luyện viên Pochettino. Cả Kepa và Mendy đều đang đối mặt với tương lai bất định tại Stamford Bridge khi huấn luyện viên người Argentina muốn ký hợp đồng với một thủ môn mới. Thực tế thì Chelsea cũng đã theo dõi Onana một thời gian, tương đối ấn tượng với những gì mà anh trình diễn trong hành trình đưa Inter Milan vào thế trận chung kết Champions League. Thủ môn 27 tuổi này giữ sạch 8 cho tổng số 12 trận, nhiều nhất mùa giải. Bên cạnh đó thì báo chí của Italia cũng cho biết Onana đồng ý về các nguyên tắc điều khoản cá nhân với Chelsea rồi. Tuy nhiên, trang tin thể thao của Italia cũng tuyên bố Inter từ chối đề nghị đầu tiên trị giá 40 triệu euro của Chelsea. Mức giá này thấp hơn 18 triệu bảng so với yêu cầu của Inter. Nhà báo Matt Law của tờ Telegraph tiết lộ đội bóng Serie A đang yêu cầu tới 60 triệu euro. The Blues đang có một số lựa chọn để có thể giảm bớt tiền trong quá trình đàm phán với Inter. Đó là việc cắt thêm cầu thủ. Romelu Lukaku có thể sẽ được đưa vào hợp đồng. Trong khi đó thì Loftus-Cheek được cho là nằm trong tầm ngắm của Inter cũng có thể sẽ được cho vào hợp đồng để giảm tải số tiền mà Chelsea phải trả. May mắn cho Chelsea là báo chí Italia cho biết Onana cũng muốn gia nhập một đội bóng ở Premier League để thử thách bản thân. Vì thế The Blues chỉ cần thuyết phục Inter chấp nhận giá bán thủ môn này là ok. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyển nhượng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những tin nóng chuyển nhượng tiếp theo của Tiền Văn Hóa Ẩm Thực.